Hôm qua ngày 13 tháng 5, ông Vũ Hoài Bắc, trưởng ban tôn giáo chính phủ, đã dẫn đầu đoàn đến thăm và chúc mừng Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương, cùng chư Tăng Ni Phật tử địa phương nhân dịp đại lễ Phật đản. Thay mặt đoàn, ông Vũ Hoài Bắc bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đồng hành trong xây dựng, phát triển địa phương. Ông tin tưởng với sự lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Huệ Thông và chư Tôn Đức, Phật giáo tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục đạt được những thành tựu nổi bật trong thời gian tới. Hòa Thượng Thích Huệ Thông bày tỏ niềm vinh hạnh tiếp phái đoàn, đồng thời khẳng định sẽ vận động tăng ni tín đồ Phật tử toàn tỉnh sống có ý thức trách nhiệm, góp phần ổn định đời sống xã hội tại địa phương. Chiều cùng ngày, đoàn lãnh đạo công an tỉnh cũng đến thăm và chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương và tri ân sự đóng góp của chư tăng ni Phật tử trong công tác giữ gìn an ninh trật tự địa phương. Trong khi đó, đến thăm Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang và các cơ sở tự viện tiêu biểu trên địa bàn, ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, gửi lời chúc mừng chư tăng ni Phật tử nhiều sức khỏe, đón một mùa Phật đản vui tươi, an lạc. Đồng thời mong muốn Phật giáo địa phương phát huy kết quả đạt được, tiếp tục chung sức chung lòng trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt phương châm sống, tốt đời, đẹp đạo. Cũng trong sáng nay, đoàn lãnh đạo thành phố Đà Nẵng do ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã thăm chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, chư tăng ni Phật tử đón một Phật đản an vui. Tại đây, ông Lương Nguyễn Minh Chiết đánh giá cao những đóng góp to lớn của Phật giáo thành phố trong việc đẩy mạnh an sinh xã hội, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân. Thay mặt Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Hòa Thượng Thích Thiện Toàn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Ban Thường trực Ban Trị sự, trân trọng cảm ơn đoàn, đồng thời thông tin về kế hoạch tổ chức Phật đản, tổ chức Đại hội Phật giáo thành phố sắp tới. Còn tại tỉnh Bắc Giang, ông Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các ban ngành vừa chúc mừng chư tăng ni và đồng bào Phật tử địa phương đón một Phật đản an lạc, mạnh khỏe và hạnh phúc. Đoàn cho biết, thời điểm Bắc Giang là tâm dịch, Phật giáo địa phương đóng góp vai trò quan trọng nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Đáp lời, Hòa Thượng Thích Thiện Văn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và chúc đoàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Sáng nay ngày 14 tháng 5, nhằm ngày 14 tháng 4 năm Nhâm Dần, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã thành kính tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 dương lịch 2022 tại Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội. Tại đây, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã cung tuyên thông điệp đại lễ Phật đản của Đức Quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước nhân mùa Phật đản Phật lịch 2566, chư tăng ni Phật tử trang nghiêm đón nhận. Năm nay tình hình dịch bệnh ở trên đất thủ đô đã được kiểm soát tốt. Do vậy mà đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đã triển khai tổ chức trang nghiêm trọng thể với đại diện Ban Trị sự của 30 đơn vị Phật giáo quận huyện, và năm nay chúng tôi lại trở lại cái truyền thống cũ, truyền thống rước cây hoa về lễ đài tập trung. Ngay sau đó là nghi thức dâng hương bạch Phật, tục kinh chuyển pháp luân, làm lễ tắm Phật truyền thống và rước xe hoa cầu nguyện hòa bình cho nhân loại, dịch bệnh được tiêu trừ, Phật pháp xưng minh. Hòa trong không khí hân hoan, đại lễ Phật đản do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Gia Lâm tổ chức cũng đã trang nghiêm diễn ra. Sau các nghi thức hành chính, chư tôn đức và toàn thể hội chúng đã cử hành nghi lễ tụng kinh Phật đản truyền thống và thực hiện lễ tắm Phật. Còn tại tỉnh Ninh Bình, đại lễ Phật đản do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức bắt đầu bằng văn nghệ dâng hoa cúng dường Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Sau khi nghe thông điệp Phật đản, toàn thể chư tôn đức và quý Phật tử trang nghiêm tụng kinh, sám khánh đản và thực hiện nghi thức tắm Phật. Để chào mừng đại lễ, Phật giáo cấp huyện tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật, tạo không khí vui tươi, hân hoan. Cùng thời điểm này, tại đại lễ Phật đản do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ tổ chức, thông điệp Phật đản của Đức Quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng và diễn văn Phật đản của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự được tuyên đọc. Sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đến nay, Phật tử địa phương mới có cơ hội tham dự đại lễ, tụng kinh chuyển pháp luân, tắm Phật và cầu nguyện quốc thái dân an. Trong khi đó, tại tỉnh Bắc Giang, đại lễ Phật đản diễn ra với quy mô nhỏ gọn,
song vẫn đảm bảo sự trang trọng, ý nghĩa với phần tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cử hành chuông trống bát nhã rước lễ đản sinh, dâng hoa cúng dường, tắm Phật với tinh thần thành kính, hòa hợp, hướng về Đức Thế Tôn. Hòa chung niềm vui khánh đản, tại lễ Phật đản do Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tổ chức sáng nay 14 tháng 5, với sự tham dự của Chư Tôn Đức, quý lãnh đạo các cấp và Phật tử địa phương. Sau các nghi thức truyền thống, Chư Tăng Ni Phật tử cử hành lễ tắm Phật với nguyện ước, quyết tâm tu tập, tạo an vui hạnh phúc, phồn vinh hòa bình cho cộng đồng. Trước đó hôm qua ngày 13 tháng 5, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đã long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, Dương lịch 2022. Trong không khí trang nghiêm, Chư Tôn Đức quý Phật tử nghe thông điệp Phật đản của Đức Quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sau đó, toàn thể đạo tràng xướng tụng hồng danh Đức Bổn Sư, tụng nghi thức Phật đản và làm lễ mộc dục trong niềm hoan hỷ. Trong không khí hân hoan, Chư Tôn Đức Phật tử tại thành phố Hải Phòng đã thành kính dâng hương, tụng kinh cầu nguyện và tắm Phật nhân đại lễ Phật đản do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tổ chức. Dịp này, Chư Tôn Đức đã trao quà từ thiện với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Trước đó tại tỉnh Trà Vinh, đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 được cử hành tại chùa Lưỡng Xuyên, thành phố Trà Vinh, văn phòng Ban trị sự. Sau tiết mục văn nghệ chào mừng, Hòa thượng Thạch San Sen, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, trưởng Ban trị sự tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sách tấn Chư Tăng Ni Phật tử cần nỗ lực tinh tấn trên bước đường học Phật. Dịp này, Chư Tôn Đức và quý đại biểu thả bóng bay để nguyện cầu quốc thái dân an, dịch bệnh được tiêu trừ.